Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai hoạt động năm 2023 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ban tổ chức và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Một học bác thứ tư tuần này có phóng sự Tuổi trẻ Quế Sơn xung kích tình nguyện xây dựng quê hương. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai hoạt động năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại đầu cầu Trung ương còn có lãnh đạo các bộ ngành, tại đầu cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về kinh tế xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã kịp thời nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tham mưu cho Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp trong từng thời điểm, góp phần tăng trưởng tích cực. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo như CPI ước cả năm khoảng 3,15%, GDP đạt khoảng 8,02%, vượt xa mục tiêu đề ra từ 6 đến 6,5%, cao nhất trong 10 năm qua. Nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ đô la Mỹ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong năm 2022, Bộ đã hoàn thành 565 trên 565 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trên 54 trên 54 đề án được giao trong chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương ngành kế hoạch và đầu tư và thống kê đã đạt được và cho rằng những kết quả này góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước ta trong năm 2022. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng cho rằng, trong thời gian đến, Bộ cần bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp, tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, xây dựng bộ máy tinh gọn, chọn lựa cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì. Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đất nước đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả chương trình công tác của ngành. Năm qua, toàn ngành tiếp tục đổi mới phong cách lề lối làm việc, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của ngành trong một năm đầy khó khăn thách thức. Những đóng góp tham mưu hiệu quả đã góp phần rất lớn để Quảng Nam phát triển toàn diện các lĩnh vực. Đồng chí Phan Việt Cường cũng nhấn mạnh đến quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Nam đứng vị trí cao cả nước, đời sống nhân dân chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Quảng Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế, quốc gia trong năm qua. Tỉnh Quảng Nam cũng là lần đầu tiên cả nước phê duyệt quy hoạch cán bộ, xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư cũng cho rằng,
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh phải cố gắng nhiều hơn, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong công tác tham mưu thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng cờ cho 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Ban tổ chức tỉnh ủy tặng giấy khen cho các ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì. Năm 2022, ngành tuyên giáo Quảng Nam đã bám sát chủ đề công tác đã đề ra. Ngành tuyên giáo Quảng Nam hướng về cơ sở, tích cực tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chủ động, kịp thời, định hướng thông tin và dư luận xã hội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận để đánh giá khách quan kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Chủ động kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tính chủ động tham mưu của ngành tuyên giáo, công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng tinh thần tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ và động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại mà ngành tuyên giáo cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Năm 2023 thì năm bắn liền của cái nhiệm kỳ. Và năm này cũng là một cái năm phải nói là khó khăn, tình hình thế giới, dịch bệnh vân vân, như là bố có rồi nè, chúng nó tác động đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Cho nên là trách nhiệm của ngành tuyên giáo hết sức nặng nề trong cái năm 2023. Tại đây, từ hội nghị này á, là các đồng chí đã đề ra một cái chủ đề mà tôi thống nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông chính sách, rồi chủ trương định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tập trung hướng về cơ sở, khơi dậy khát vọng quân đội. Chủ đề này làm tốt có là năm 2023 chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Dịp này, hội nghị trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ban tuyên giáo Trung ương và tặng giấy khen của Ban tuyên giáo tỉnh ủy cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022. Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan phối hợp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2022, số vụ việc công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở tiếp công dân là 435 vụ việc với 470 lượt, 911 người. Các cơ quan đơn vị đã phối hợp phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ với 81 vụ, 103 lượt, 442 người. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn động, kéo dài, có hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đối thoại lần cuối và ra thông báo chấm dứt giải quyết đối với nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm. Cũng trong năm qua, có 16 đoàn đông người với 22 lượt kéo đến cổng trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và trụ sở tiếp công dân. Ban tiếp công dân đã kịp thời phối hợp nắm tình hình cùng các cơ quan chức năng xử lý tình huống công dân tập trung đông người, tham mưu tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chia sẻ khó khăn đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, ghi nhận những kết quả trong công tác tiếp công dân năm 2022, đồng thời yêu cầu các sở ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn đến công tác tiếp công dân trong thời gian tới. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các bộ làm công tác tiếp công dân mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì làm việc với các địa phương, sở ngành liên quan để nghe ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện đề án tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh, Sâm Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Trên cơ sở kết quả đạt được của 4 lần tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh do Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My đăng cai, lễ hội Sâm năm nay dự kiến sẽ được nâng tầm quy mô tổ chức cấp quốc gia do tỉnh Quảng Nam đăng cai với chuỗi các hoạt động đa dạng và phong phú. Mục đích của việc tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh Sâm Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị cây Sâm Ngọc Linh Sâm Việt Nam, tiềm năng thế mạnh và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, thông qua lễ hội sẽ giúp tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng trồng sâm, là dịp để trao đổi kinh nghiệm cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Sâm Ngọc Linh giữa các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào các địa phương miền núi Quảng Nam. Tại cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan đến chuỗi các hoạt động của lễ hội, thời gian, quy mô tổ chức lễ hội. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi huyện Nam Trà My được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017. Đến nay, huyện Nam Trà My đã tổ chức được 58 phiên chợ, trong đó có 32 phiên chợ trực tiếp và 26 phiên chợ trực tuyến. Đặc biệt, tại các lễ hội Sâm Ngọc Linh từ năm 2017 đến năm 2020, doanh thu từ việc bán Sâm Ngọc Linh và hàng nông sản dược liệu, các sản phẩm OCOP đạt từ 9 đến 12 tỷ đồng, tăng gấp 3 đến 4 lần so với các phiên chợ hàng tháng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Duy Xuyên tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 1930, ngày 3 tháng 2 2023 và mừng xuân Quý Mão 2023. Thông tin với các vị nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy cho biết, năm 2022, huyện ủy Duy Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện ước đạt 5.253 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 2,39%, cận nghèo còn 1,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu đồng mỗi người một năm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, 11 trên 11 xã của huyện đã được công nhận xã nông thôn mới. Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vui mừng, phấn khởi, bày tỏ niềm tin tưởng đối với thế hệ cán bộ, lãnh đạo đương nhiệm trước những thành tựu mà Duy Xuyên đạt được trong năm qua, đồng thời đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng quê hương Duy Xuyên ngày thêm giàu đẹp. Thông qua nguồn hỗ trợ cá nhân, đơn vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh, sáng nay Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Quyền Trẻ Em và Bệnh nhân Nghèo tỉnh tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đợt này, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Quyền Trẻ Em và Bệnh nhân Nghèo tỉnh trao 11 suất quà, mỗi suất từ 15 đến 20 triệu đồng cho trẻ em mắc bệnh ung thư, tổng giá trị là 200 triệu đồng, 50 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tập, tổng giá trị 100 triệu đồng. 50 suất quà tổng giá trị 50 triệu đồng cho trẻ em nghèo khuyết tật và các phần quà trị giá 200 triệu đồng cho người hành nghề ve chai các địa phương trong tỉnh. Tổng giá trị các phần quà trao tặng đợt này là 550 triệu đồng, được hội trích từ nguồn quỹ hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Thông qua các phần quà giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, trẻ em mắc bệnh ung thư, người buôn bán ve chai trên địa bàn tỉnh, đón cái Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc 2023 ấm áp đủ đầy hơn. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên. Tại thị xã Điện Bàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và nhà tài trợ là công ty cổ phần phân bón hóa chất dầu khí miền Trung trao tặng 100 suất quà Tết cho người dân hai xã Điện Tiến, Điện Hồng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho ngày Tết. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và nhà tài trợ chia sẻ động viên với các hộ gia đình vượt qua khó khăn vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và nhà tài trợ tiếp tục trao tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng chương trình Tết Nhân Ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm mục đích chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, yếu thế trong xã hội. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành phối hợp với các ngành đoàn thể của huyện, các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ, trao trên 14.200 suất quà Tết vì người nghèo cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, trao tặng 5.551 suất quà trị giá hơn 4 tỷ đồng cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện, xây mới sửa chữa 5 nhà nhân đạo với tổng trị giá hơn 175 triệu đồng, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ từ thiện, trợ giúp thường xuyên hàng tháng cho 208 địa chỉ với số tiền 763 triệu đồng. Hội nghị khen thưởng cho 13 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ và Tết vì người nghèo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, phong trào Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện đoàn Quế Sơn tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà trong xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi được huyện đoàn Quế Sơn xác định là nội dung trọng tâm xuyên suốt. Huyện đoàn đã thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chính trị, triển khai quán triệt nghị quyết đại hội đảng, đoàn các cấp, các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Qua đó đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể thiết thực như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách khó khăn, xây dựng bia di tích lịch sử, thắp nến tri ân. Tham gia các hoạt động tại địa chỉ đó này đã giúp cho bản thân em và các thế hệ trẻ hôm nay được thấm nhuần truyền thống yêu nước của dân tộc. Chúng em đã thấy được ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của lớp lớp thanh niên đi trước. Là thế hệ trẻ, em sẽ tiếp bước các anh, nỗ lực phấn đấu, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mà tổ quốc cần. Những năm qua, tuổi trẻ huyện Quế Sơn đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với nhân dân làm đường bê tông nông thôn, nạo vét cây mương nội đồng, trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai tuyến đường hoa thanh niên tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện công trình thanh niên tuyến đường cờ tổ quốc tại 13 trên 13 xã thị trấn, với hơn 3.000 lá cờ tổ quốc được treo dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn liên xã, thắp sáng đường quê, tham gia xử lý các điểm đen về rác thải, làm khu vui chơi cho trẻ em. Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã thực hiện được 140 công trình thanh niên và 450 phần việc thanh niên ý nghĩa. Đến nay là em đã hiến trên 20 lần hiến máu, em đã giọt máu của em đã giúp cho nhiều người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo. Theo tinh thần xung kích của tuổi trẻ, em sẽ tiếp tục hiến thêm được nhiều máu nữa để giúp cho những người bệnh. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ Quế Sơn đã lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng. Đoàn viên thanh niên đã ý thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Đây là tiền đề, là động lực để huyện đoàn Quế Sơn ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.